Rồi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ làm video nói về điểm giống khác nhau giữa Capture One và Camera Raw. Thì ở đây mình so sánh trên hai bản Capture One 20 và bản Camera Raw 12.3 là hai bản mới nhất ở thời điểm hiện tại. Thì Capture One Pro là một bộ chuyển đổi photo tốt nhất trên thế giới, hiển thị màu sắc chính xác và chi tiết đáng kinh ngạc. Với sự hỗ trợ của các dòng máy ảnh cao cấp hàng đầu, nó cung cấp khả năng chụp liên kết hiện đại, quản lý tài sản kỹ thuật mạnh mẽ. Các công cụ điều chỉnh mở rộng và quy trình làm việc linh hoạt thông qua không gian làm việc có thể tùy chỉnh theo thiết kế theo ý muốn. Dường như ở phần này thì Capture One rất là hiểu người dùng và cho người dùng toàn bộ cài đặt lại toàn bộ những phím tắt, những cái giao diện theo ý muốn mà không bị mặc định như Camera Raw và Lightroom. Thì Capture One là một phần mềm chỉnh sửa hình ảnh kết hợp với chụp ảnh được tạo ra bởi Phase One, một công ty chuyên sản xuất máy chụp hình main format đến từ Đan Mạch. Thì các bạn biết rồi, dòng máy ảnh là dòng máy ảnh rất là cao cấp, ở Việt Nam thì có cũng không có nhiều những ảnh gia sử dụng cái dòng máy này. Thì qua phần giới thiệu này thì các bạn đã nắm được phần nào đúng không? Capture One thì nó không những dùng để chỉnh sửa và lên màu mà giúp các bạn quản lý file này, và nó được đánh giá là phần mềm chọn lọc và quản lý file tốt nhất và nhanh nhất trên thế giới, giúp các bạn chụp kết nối live view giữa máy ảnh và máy tính. Còn sang phần Camera Raw thì Camera Raw chỉ là một plugin trong Photoshop thôi. Nó giúp các bạn chỉnh sửa và lên màu, nhanh chóng truy cập vào những đuôi thô, chỉnh sửa trên đuôi raw, chứ nó không giúp các bạn chọn lọc và quản lý file hay chụp live view được. Thì ở đây mình có cho thêm phần mềm BR, một phần mềm quản lý đa phương tiện nổi tiếng của Anubi, giúp quản lý file và lên màu qua Camera Raw mà không cần có Photoshop. Thì nếu các bạn nào làm lâu rồi thì phần mềm BR thì cũng giúp các bạn quản lý và chọn lọc file, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái phần mềm này mình đã sử dụng khá là ít. Mình chủ yếu sử dụng trên Capture One thôi. Vì Capture One nó được đánh giá là phần mềm chọn lọc file, xử lý file nhanh nhất thế giới ở cái thời điểm hiện tại. Nên là mình khuyên các bạn, nếu các bạn nào dùng để chọn lọc file thì các bạn nên sử dụng trên Capture One nhé. Bên Capture One nó giúp các bạn chọn lọc file và cái cách xem file của Capture One nó cũng hay hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ nói sơ qua phần này. Ví dụ đây là cái hình ảnh ở trên BR, thì các bạn muốn xem hình ảnh các bạn ấn dấu cách thì nó sẽ hiển thị ra, và mỗi lần zoom vào thì các bạn phải đợi hình nó loát một lúc đấy thì nó mới nét được, và có thể nó hơi bị giật, hơi giật lắm. Còn bên Capture One đây thì mình sẽ mở Capture One này. Bên Capture One thì khi các bạn phóng hình này, nó đọc file rất là nhanh, khi các bạn thả file vào gần như nó sẽ full hình luôn, chứ nó không bị mờ như bên Camera. Cái đọc file bên Capture One nó rất là nhanh đây. Và cái phần chọn lọc file bên này nó cũng rất là hay, nó có cái cách zoom to zoom nhỏ hình ảnh này, khi các bạn ấn vào phát thì nó lập tức phóng to lên, nó không như bên BR là các bạn chọn nó sẽ khá là mất thời gian và nó bị giật lắc, và nó không có những cái giao diện phóng to zoom nhỏ hình ảnh như thế này. Thì cái này nó chắc là sẽ là ở video sau mình sẽ nói về cách chọn lọc file ở Capture One, còn ở đây thì mình sẽ nói qua về phần giao diện thôi. Mình sẽ quay lại với phần giao diện của Capture One và Camera. Thì bản chất hai phần mềm này thì đều giúp chúng ta blend màu, nhưng ở Capture One thì nó đa nhiệm hơn. Nó còn giúp chúng ta quản lý chọn lọc file, kết nối chụp live view với máy ảnh. Nó giống với Adobe BR khi chụp kết hợp với Camera Raw, và cũng có phần khá giống với Photoshop. Thì nó có thêm những phần layer và có thêm rất là nhiều menu. Và ở cái phần này thì mình nghĩ trong tương lai thì Capture One Pro sẽ là một phần mềm hoạt động độc lập, không liên quan đến Photoshop, sẽ chắc chắn sẽ giống như Samsung và iPhone. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì tất nhiên là Capture One nó sẽ còn rất là thiếu nhiều, rất là nhiều tính năng, nó chưa thể giống Photoshop được. Đây thì mình sẽ đến phần giao diện của hai phần mềm này. Đây, và mình sẽ mở tất cả hình ảnh này trên Camera Raw. Đây thì đây là giao diện của bản Camera Raw mới nhất 12.3 và bản Capture One 20. Thì ở đây mình sẽ so sánh cho các bạn. Thứ nhất là ở trên Capture One thì nó có thêm những file menu. Đấy, nó đa nhiệm hơn, nó có thêm file menu, ở các Camera Raw thì không có. Và bên Capture One thì nó tách riêng phần Capture Tool đây, nó sẽ nằm ở giữa, và cái phần này nó hoàn toàn cài đặt lại. Các bạn chỉ việc ấn vào đây thôi. Đây, cứ tùm slide này. Đấy, và các bạn có thể kéo thả. Đây, các bạn kéo thả bất kỳ một cái phím tắt nào ở trong Capture One kéo thả ra đây được. Còn bên Camera Raw thì nó là mặc định, nó đã làm ở góc đây. Trước nó làm ở bên tay trái trên cùng trên màn hình, nhưng bây giờ hiện tại thì nó đang nằm ở góc. Đấy, nó nằm ở những góc màn hình như thế này. Và nó không tối ưu lại, nó không thể thay đổi vị trí được, nhưng bên Capture One thì nó có thể thay đổi vị trí và tắt mở được. Thì đây là cái điểm giống đầu tiên, là nó có cùng những công cụ con trò như thế này để giúp mình thao tác phím tắt nhanh hơn, nhưng mà bên Capture One thì nó linh động hơn. Còn phần import và export rồi capture thì cái này nó sẽ khá giống với Camera thôi, xuất file và mở file, nhưng ở đây có phần capture dùng để kết nối khi bạn chụp live video, bạn cắm vào thì nó hiển thị. Còn bên này nó cũng khá giống với Camera thôi, những cái lỗi check lỗi ánh sáng, rồi hiển thị hình ảnh dạng lưới, rồi copy và paste và reset. Thì nó có thêm những cái copy và reset, nhưng cái này nó khá giống Camera thôi, Ctrl C và Ctrl V. Rồi bây giờ mình sẽ xuống phần dưới, giao diện phần dưới này. Ở Camera Raw thì nó sẽ không có library, Mà cái live này chỉ có bên BR, có BR và Lightroom hay, chứ còn camera không có. Tiếp theo phần End Production, phần Exposure này, phần chụp kết nối live view mình bỏ qua nhé. Sang phần End Production này thì ở trên camera bản cũ, nếu bạn nào sử dụng camera bản cũ thì có phần End Production này giúp các bạn chỉnh sửa lỗi đồng kính này, rồi khử viền tím. Thì ở bên camera có không? Camera cũng có, nhưng bây giờ nó đã đổi tên rồi, thành phần này. Nó sẽ nằm ở phần Effect, Gallery và Option. Đây, nó gồm nằm ở 3 phần này. Thì cái này khá đơn giản nhé, mình sẽ không nói nhiều về phần này. Rồi tiếp theo sang phần Color. Ở Capture One nó sang phần Color thì phần Color nó sẽ tối ưu cho phần các bạn chỉnh sửa về màu sắc, thì nó sẽ nằm ở phần Color. Sang phần Exposure thì nó gồm tất cả những công cụ mà các bạn nhìn thấy nó khá giống với bên Camera Raw. Nó có Exposure, có Highlight, Demixen, gồm 4 nhóm công cụ Highlight, Shadow, White, Black. Nhưng ở bên Capture One thì nó có thêm Level, một công cụ thường ngày sử dụng trong Photoshop. Mình rất là thích cái tính năng này, nó có thêm Level giúp mình chỉnh sửa rất là linh động. Rồi Clarity và Vintage thì cái này khá giống nhau thôi. Và bên Capture One thì có phần Layer, thì đây là cái mình đã nói rất là nhiều là Capture One nó được tối ưu, nó mong muốn có thể chỉnh sửa giống Photoshop thì nó có thêm Layer giúp các bạn này can thiệp được trên rất là nhiều layer khác nhau mà không ảnh hưởng đến đuôi do. Ở trên camera thì các bạn chỉnh sửa, các bạn chỉ chỉnh sửa được trên một tấm hình thôi, còn nếu các bạn đã xuất ra Photoshop thì nó đã định dạng mặc định chuyển qua JPG, thì khi đó các bạn can thiệp trên lớp layer. Đấy, ở Photoshop thì có layer mask, nó giúp các bạn rất là linh động, tối ưu và chỉnh sửa trên từng điểm. Thì trên Capture One nó cũng có luôn cái lớp layer như vậy. Và trong Capture One này còn có thêm phần Numeranger, thì cái phần Numeranger này sẽ nằm ở cái phần công cụ. Ở đây là mình đang tập trung vào giới thiệu vào cái giao diện thôi. Còn bản chất về công cụ thì hai cái phần này chắc chắn nó sẽ khá là giống nhau. Đây. Thì ở cái thời điểm hiện tại thì với cái phần giao diện này thì mình có thể hoàn toàn tối ưu lại cái giao diện của Capture One giống hệt với Camera. Và đây là cái giao diện của Lightroom, là tất cả những công cụ chỉ dựa màu sắc sẽ nằm từ trên xuống dưới mà không phải từ trái qua phải. Ở Capture One thì nó cũng có như vậy, nhưng hiện tại nó đang tách ra hai phần, và Color và Exposure. Nhưng Capture One như mình đã nói nó rất hiểu người dùng, và các bạn có thể ép tất cả những cái công cụ chỉnh sửa vào một cái bảng này để không phải ấn qua những bảng này nữa. Thì ở đây mình có thể ép công cụ từ phần Color Editor sang này, mình sẽ ấn chuột phải này, Add Tool, và mình sẽ chọn đến như Color Editor. Tiếp theo mình sẽ add thêm vào Color Panel. Đấy. Tương tự như vậy thì các bạn có thể add tất cả công cụ, như kể cả Lens Production này, hay những cái công cụ làm ở bên này, các bạn có thể add hết tất cả vào cái bảng này để khi mình sử dụng mình sẽ không phải ấn sang trái sang phải nữa, mà mình chỉ kéo từ trên xuống dưới thôi. Đấy. Thì các bạn rất linh động đúng không? Công cụ các bạn có thể tối ưu lại cho giống hệt với Camera được. Và bây giờ mình sẽ đổi hoàn toàn cái giao diện của Capture One về giống với Camera nhé. Thì mình sẽ vào phần View này, vào Custom Tool. Đấy, và mình sẽ đổi. Như vậy là cái giao diện chỉnh sửa này, những cái công cụ chỉnh sửa màu sắc sẽ nằm bên tay phải, và cái tab hiển thị hình thu nhỏ sẽ nằm bên tay trái. Đấy, như vậy thì nó sẽ khá giống với Camera. Ở Camera thì nó bị mặc định về cái giao diện này rồi, các bạn không thể đổi vị trí được. Các bạn từ bản 12.3 thì các bạn mới có thể đổi vị trí từ cái hình ảnh thu nhỏ này xuống dưới. Đây, thì đổi xuống dưới này thì Capture One cũng đổi được. Mọi thứ trên Capture One thì đều rất là linh động. Đây thì nó cũng xuống dưới. Mình khuyên các bạn là, thật ra mình thì đang dùng quen để bên trên rồi. Các bạn nào dùng Lightroom thì để bên dưới thôi, chứ mình thì vẫn để bên trên thôi. Đây. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là lập tức cái giao diện của mình trở lên rất là giống đúng không? Rất là giống với Camera rồi, không khác gì nhiều bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn làm sau này, các bạn làm quen lên Capture One thì các bạn ấy zoom file, mở file hay là tất cả những thao tác trên Capture One nó rất là nhẹ nhàng, còn bên Camera cảm giác nó rất là lặng lè. Đấy. Còn về công cụ thì về phần công cụ thì chắc là mình sẽ nói ở video sau. Về công cụ này thì cần có một video khá là dài để nói về hai phần công cụ này. Đấy, như vậy là mình đã xong về phần giao diện của Capture One và Camera. Trong quá trình xem video mà có phần nào không hiểu thì các bạn cứ comment xuống cái video này, và các bạn nhớ ấn subscribe video để theo dõi nhiều video khác của Tizino. Chào tất cả các bạn.